Xin chào các anh chị. Video này sẽ hướng dẫn các anh chị một số thông tin liên quan đến toa thuốc. Đầu tiên chúng ta cùng đăng nhập chương trình. Thì về cơ bản, việc xây dựng toa thuốc cũng như là chi cập xuất thuốc thì thường liên đới đến một lần khám bệnh cụ thể nào đó. Ví dụ như ta khám bệnh xong đến cuối giờ thì chúng ta lập toa thuốc để cho bệnh nhân có thuốc đi về. Tuy nhiên trong trường hợp hôm nay về video này sẽ hướng dẫn các anh chị tham khảo một số thông tin liên quan đến cái tính năng toa thuốc của chương trình. Thì để sử dụng cái toa thuốc thì tôi sẽ sử dụng đầu tiên là gửi bệnh nhân là Nguyễn Hoàng Long. Đây là cảnh báo lâm sàng của bệnh án, chúng ta tắt cái này, chúng ta không xài tính năng này. Về cơ bản thì chương trình bệnh án điện tử VMEMR phân biệt là hai loại. Loại thứ nhất là liên quan đến thuốc, có hai loại. Loại thứ nhất là thuốc đang sử dụng, nghĩa là những thuốc bệnh nhân đang dùng, và loại thứ hai là cái toa thuốc bệnh nhân. Loại thứ nhất là cái thuốc đang dùng và loại thứ hai là cái toa thuốc bệnh nhân. Sự khác biệt giữa hai loại này là như sau: một bệnh nhân có thể khám nhiều bác sĩ khác nhau, thành ra bệnh nhân có thể có sử dụng nhiều thuốc cùng một lúc. Vì việc chúng ta cần lưu tất cả những thông tin về thuốc giúp cho chúng ta phân biệt việc tương tác thuốc về sau. Do vậy cái thuốc đang dùng này có thể nhiều hơn rất nhiều so với toa thuốc, hoặc là ít hơn toa thuốc. Còn với toa thuốc, ngược lại, toa thuốc là dùng để lưu những cái toa thuốc đã sử dụng trong quá khứ, mà chúng ta biết được cái liều lượng thuốc dùng mỗi lần, liều bao nhiêu, cái thức như thế nào là chúng ta lưu bằng toa thuốc bệnh nhân. Thì tất nhiên một số cái thuốc từ toa thuốc này được lưu trực tiếp vào thuốc đang dùng, và ngược lại một số thuốc đang dùng đang có đôi khi lại không có trong toa thuốc, vân vân. Thì liên quan đến thuốc đang dùng, ta bấm vào đây, chúng ta thấy được là những cái thuốc này gồm cái thuốc ngày bắt đầu, ngày kết thúc và những chẩn đoán liên quan thuốc này nếu chúng ta có lưu lại, và những lần khám và hiện trạng bệnh nhân đang dùng, có tái sử dụng hay không, vân vân. Ngược lại, đối với toa thuốc thì chúng ta sẽ có những thông tin khác. Với toa thuốc chúng ta sẽ thấy là cái toa hiện lên gồm có danh sách những thuốc trong toa, chúng ta có thể thêm mới và in toa trong lần khám này. Thì khi chúng ta in toa trong lần khám cụ thể nào đó thì lập tức cái thuốc nó sẽ được chuyển vào trong cái danh mục thuốc đang dùng. Và nếu như trường hợp mà thuốc đang dùng nó có thời gian thuốc đang dùng đã có rồi thì cái toa thuốc này sẽ cập nhật thêm cái thời gian mới vào cái toa thuốc đang dùng, làm kéo dài thời gian. Ví dụ như trong trường hợp chúng ta đang bổ sung thêm thuốc cho bệnh nhân đang điều trị mãn tính về cái bệnh nào đó, vân vân. Thì để chứng minh cái chức năng đó, chúng ta giả dụ là bệnh nhân này hiện đang đến khám để mà lấy thêm thuốc. Thì trong trường hợp này đến khám lấy thêm thuốc thì thuốc bệnh nhân đã có sẵn trong toa thuốc, thì tôi chỉ cần nhấn vào lựa chọn hai cái này và in ra cái toa thuốc. Khi này cái toa thuốc xuất hiện. Đó là trong trường hợp chúng ta in lại cái toa thuốc cũ cho cái lần khám mới. Ngược lại trong trường hợp bây giờ chúng ta có hiệu chỉnh thông tin, ví dụ như là trong đối với cái thuốc này tôi sẽ tăng lên là 30 viên, xài trong vòng 15 ngày, thí dụ như vậy, 15 ngày. Thì ta lưu lại. Thì khi lưu vậy lập tức là cái thuốc này là đã được nạp vào trong danh mục thuốc đang dùng của bệnh nhân. Nạp được thuốc đang dùng của bệnh nhân thì nó sẽ kéo dài từ ngày hôm nay đến 15 ngày sau mới hết. Chúng ta sẽ kiểm chứng bằng cách là ấn vào bất kỳ đây. Chúng ta coi lại thuốc đang dùng. Nếu như trước đây chúng ta thấy là nó sử dụng 5 ngày giống như ở trên đến ngày 14, thì hiện giờ cái thuốc dự trữ cho bệnh nhân, đưa cho bệnh nhân dự trữ, bệnh nhân xài được cho 15 ngày từ ngày 9 đến ngày 24. Chúng ta thấy ha, nó liên kết, nó nhập cập nhật vào cái thông tin của bệnh nhân thuốc đang dùng. Đối với cái toa thuốc, xin quay lại toa thuốc, là các thuốc lưu trong quá khứ thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng bằng cách lựa chọn và bấm in. Tuy nhiên bây giờ trong trường hợp này bệnh nhân đến khám vì có cao huyết áp thì chúng ta sẽ bổ sung thêm thuốc. Tôi nói là cao huyết áp ha, tôi nói huyết áp. Đây là một tính năng rất hay của chương trình, có nghĩa là nó không phải dẫn tra theo dược chất, không những tra theo tên thuốc mà nó còn tra theo tác dụng điều trị của thuốc. Tất nhiên là tất cả những cái tác dụng điều trị này sẽ được cái người quản trị chương trình nhập vào trong chương trình. Ví dụ như tôi đang tìm kiếm trong thử trong máy, trong cái kho thuốc của đơn vị có những thuốc nào điều trị cái huyết áp,
ta thấy rất nhiều, chẳng hạn như ức chế canxi, ức chế beta, ức chế mang chuyển vân vân. Tôi sử dụng cái ức chế mang chuyển. Thì cái quy ước của chương trình đây là cái tên thuốc sẽ là cột đầu tiên. Cái thứ hai là mẫu to thuốc. Mẫu to thuốc này có nghĩa là cái quy ước là chúng ta lấy sẵn từng cái mẫu đơn. Ví dụ như là ở đây là thuốc dùng cho 1 tuần lễ, ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 viên. 211 có nghĩa là thuốc dùng cho 2 tuần lễ, ngày dùng 1 lần, mỗi lần 1 viên. Hoặc là thuốc này 1 1 1/2 có nghĩa là thuốc dùng cho 1 tuần lễ, mỗi ngày 1 viên, mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 1/2 viên. Thì chúng ta quy ước như vậy, chúng ta thấy dễ dàng. Tôi sẽ thấy đây thuốc dùng 1 tháng, đây tôi lấy thuốc 1 tháng, ngày dùng 1 lần, lần 1 viên. Nhóm tác dụng là cái ức chế cái thụ thể beta, liều là 12.5 mg, tôi lựa thuốc này. Cái cột thứ ba là cột dược chất, cột thứ tư là cột về liều, hay như liều liều lượng của từng viên thuốc như thế nào, dạng viên, và cùng là giá. Thì do cái này đang chương trình chạy thử nghiệm nên chúng ta không có đưa giá tiền vào từng viên thuốc. Tôi sẽ lựa cái thuốc này cho dùng 1 tháng để các anh chị thấy. Khi lựa chọn thuốc cho 1 tháng thì mỗi ngày dùng 1 lần là 1 viên, thì lập tức chương trình sẽ nạp vào số lượng 30 viên, ngày dùng 1 lần, mỗi ngày dùng 1 lần, mỗi lần 1 viên nén. Do có tính chất nhiều khi đôi khi cái sự thuốc nó có trùng lại với nhau, làm tăng cái lượng thuốc trong để mà nhân giữ, thành ra chúng tôi phải quy ước riêng là cái quy định suốt ngày riêng, theo như là dùng trong 30 ngày nha. Đôi khi bệnh nhân có những có sẵn thuốc, thành ra chúng ta sẽ kéo dài được số thời gian này, ghi chú là ABC gì đó, ABC ghi chú gì đó, vân vân. Trong trường hợp mà thuốc này cần phải có kê toa của bác sĩ thì chúng ta quy định là không cho tái toa thuốc, nghĩa là không được quyền xuất thuốc lần thứ hai, chỉ xuất thuốc 1 lần duy nhất thôi, mà là vỉ thuốc dạng là dạng vỉ là 10 viên, ví dụ như 10 viên, hay là dạng vỉ 5 viên. Cái này hiện giờ chúng ta không quan tâm, nhưng mà trong tương lai thì nhà thuốc sẽ xuất thuốc theo cái yêu cầu bác sĩ, có nghĩa xuất thuốc theo dạng bác sĩ yêu cầu là 1 vỉ 5 viên, hay vỉ 7 viên, hay vỉ 10 viên, nên là giúp cho chúng ta quản lý cái việc điều trị bệnh nhân được tốt nhất. Và chúng ta thêm vào danh sách thuốc hiện dùng, nghĩa thêm vào danh sách thuốc bệnh nhân đang sử dụng, chúng ta lưu. Thì khi này cái thuốc sẽ được lưu vào cái toa thuốc mới để được dự sử dụng về sau, đồng thời thuốc cũng đã lưu vào cái danh mục thuốc bệnh nhân đang dùng, chúng ta sẽ kiểm tra. Thấy nè ha, bây giờ hiện giờ trong cái toa thuốc bệnh nhân đang dùng đã có thêm Cacda, đó là chiếc chế beta, ngày dùng trong 1 tháng từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7. Các anh chị thấy ha, chúng ta nạp như vậy. Thì với chức năng như vậy thì bệnh nhân được quản lý thuốc với hai ở hai mục khác nhau, thứ nhất là thuốc đang dùng và thứ hai là toa thuốc bệnh nhân đang có. Thì đến đây là xin kết thúc cái video, là thấy là như vậy.